thiệu cho mọi người cái sushi đầu tiên nha. Ta-da! Đầu tiên thì Thư có một cái sushi tôm. Đây, sushi tôm đây các bạn. Ở trên đây thì có một cái dòng chữ I love sushi. Tôi yêu sushi. Yeah. Rồi, Thư sẽ mở ra nha. Ta-da! Wow, các bạn ơi, cái sushi tôm này nè các bạn, nó có bột cam á các bạn và màu trắng. Thư chưa bao giờ ăn sushi lần nào luôn á các bạn. Thôi Thư sẽ thử cái mùi của nó thử nha. Nó tanh quá các bạn ơi. Nó tanh kinh khủng luôn á. Tanh như mùi cá vậy á các bạn. Wow. Ở dưới đây giống là cơm quá các bạn. Thư nghĩ đây là chắc là cơm rồi các bạn. Rời vô rất là cớm luôn. Cớm cớm chứ. Đã quá à. Cái sushi này Thư thấy nó không có chậm tan, nó rất là bình thường. Và khi mà bóp thì cũng phải gồng lên nữa đó các bạn. Đây. Nhưng mà nghe mùi của nó thì Thư thấy rất là lạ luôn. Lần đầu tiên á mà có một cái sushi tôm mà nó tanh y chang cái mùi sushi ở ngoài luôn. Đã quá. Yay. Thôi bây giờ Thư sẽ qua cái sushi thứ hai nha. Sushi thứ hai là một cái sushi thanh long này các bạn, rất là dễ thương luôn. Đây, ôi Thư thích quá à, dễ thương lắm luôn các bạn. Và ta-da, đây là một cái sushi thanh long. Thư rất là thích cái sushi này luôn, các bạn hãy chiêm ngưỡng xem nha. Rồi Thư sẽ lấy ra. Wow, mềm quá à. Thư sẽ bóp thử. Quá chậm tăng quá à. Rồi. Rồi Thư sẽ ngửi nha. Wow các bạn ơi, cái mùi này không có giống cái trái thanh long bình thường, nhưng mà Thư thấy cái kiểu dáng của cái trái thanh long này y chang như là trong mấy cái siêu thị người ta hay bán đó các bạn. Wow, đẹp quá à. Rồi, tiếp theo sẽ đến cái sushi bánh mì này. Bánh mì này hình như là có những cái lớp phủ lên nè các bạn. Các bạn ơi, Thư tiếc cái là cái bao này mà các bạn, là bao trong không có đẹp như là mấy cái bao này. Buồn quá, không sao. Các bạn hãy kiêm ngưỡng cái bánh mì này nha. Wow, thơm một bánh mì sữa quá các bạn. Thích quá đi. Rồi tôi sẽ bóp thử. Không có chậm tăng các bạn ơi. Sao kỳ vậy ta. Thơm mùi nhưng mà không có chậm tăng. Tôi thấy không chậm tăng gì hết trơn á. Rồi các bạn, như là một cái miếng mướt bị cứng mà người ta tạo lên gì nữa các bạn. Không có chậm tăng gì hết trơn á. Buồn à. Buồn quá đi thôi. Nhưng mà không có sao. Tôi thấy cái mẫu hình này nó rất là đáng yêu. Và mùi nó cũng rất là thơm luôn. Nên Thư cũng rất là thích. Thứ tư là một cái củ hành. Đây là củ hành này các bạn. Wow, củ hành này rất là bự luôn. Thư thấy nó cũng rất là mềm luôn nè. Wow. Thôi bây giờ chúng ta hãy mở ra nha. Wow, các bạn ơi, dễ thương quá. Thư bóp thử nha. Wow, rất là chậm tan luôn. Đã quá. Mềm hơn nữa các bạn. Rồi tôi sẽ thử nha. Ghê chắc quá các bạn ơi. Cái mùi này như là cái mùi củ hành thiệt luôn á. Hôi quá à. Nó nồng luôn các bạn. Không biết làm sao mà người ta làm hay thiệt luôn á. Ủa các bạn ơi, nồng kinh khủng lắm. Sợ cái củ hành này của các bạn. Tôi thấy nó chậm tăng mà sao nó hôi dữ vậy nè. Và nó còn có nhớt nữa các bạn. Hồi nãy Thư không bớt qua đây nên Thư không thấy nè. Ôi, tai của Thư nghe mùi củ hành luôn. Ghê quá à. Ghê quá. Đây các bạn, đây là củ hành của chúng ta.
Kinh quá. Các bạn ơi, tiếp theo là một cái sushi bánh bao. Đây là một cái sushi mà Thư đã mơ ước từ lâu lắm rồi, bây giờ mới có. Ôi, Thư sẽ lấy ra cho các bạn nè. Wow, bánh bao màu hồng. Các bạn ơi, thương quá à. À, đây là mặt sau của bánh bao đây. Wow, các bạn ơi, mặt sau của bánh bao mịn lắm á các bạn. Các bạn ơi, Thư không biết đây là cái gì mà sao nó chậm tăng kinh khủng luôn á các bạn. Rồi, Thư sẽ đè xuống. Quá là chậm tăng. Thư sẽ giò nát nó luôn. Rồi. Nghe mùi của bánh bao á các bạn, y chang hệt luôn, Thư thích quá à. Ở đằng sau thì có một cái dòng chữ ghi là sushi fun. Yeah. Wow, các bạn ơi, đẹp quá. Trong những cái sushi này của Thư thì các bạn thích sushi nào? Hãy comment ở dưới cho Thư biết nha. Vậy là video clip giới thiệu những sushi sản phẩm mới của Thiên Thư đó là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem, đừng quên like, share và subscribe cho kênh Việt Thiên Thư Channel luôn nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Thiên Thư love you.